Chào mọi người, đây là các bé. Buổi chiều các bé mới ăn cơm xong đó mọi người. Đó, giờ con có 5 chú. Ấy da. Đó, nhỏ nhẽo đó, ba chú nè, ba chú nhỏ nhẽo nè. Đó. Chị gái nhỏ nhẽo như lắm nha, cái chị gấu trắng này nè. Nằm con trai. Nhỏ nhẽo chưa? Ăn rồi nhỏ nhẽo. À, nè, hai mẹ con. Thương yêu nhau vậy đó. Gì á? Gì nhõng nhẽo á? Thôi không có lên nữa. Nhõng nhẽo dữ nha mọi người. Đó, đây là con gấu nè. Này này chị ghi nè. Chị nhõng nhẽo lắm nè. Chị này nhõng nhẽo nè. Đứa nào cũng nhõng nhẽo hết trơn ha. Mày quay cái nè. Mày quay rồi. Đây là bé sệ. Sệ ăn rồi đó. Sệ bậy đó. Bé sệ. Bé sá nè nó. Sá lùm cái ca. Sáu làm gì á? Sáu làm gì á? Sáu đẹp tay. Chụp cậu chơi, 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 đó, làm được cái ca. Lót cho anh nằm mà anh quay rồi tâm bầm vậy đó, anh quậy vậy đó. Đây là một con cá sấu. Đây là một con cá sấu trong sở thú. Cái gì? Thằng dâu á? Con làm gì vậy? Con làm gì vậy? Đi. Làm gì vậy đi? Sao chơi vậy? Sao giỡn như cái cà? Sao đẹp tay lắm nha mọi người. Ăn no hết rồi, mới vừa ăn cơm xong. Mấy bé này cắn lộn lắm nha mọi người, nên con phải cột mấy bé lại, chứ không là cắn lộn mà cản không kịp. Có bé sáu này nè, bé sáu với bé gấu này nè, là hai cầm nhau đó. Cái gấu nè với bé sáu là hai cắn nhau đó. Cắn là phải nên phải cột bé lại. Nhà con cũng hơi chậm mà thương mấy bé quá, không thể nào mà cho người khác, không sợ cho người ta ăn thịt mọi người ơi. Có nhiều người ta không thương động vật á, người ta ăn thịt nó ta nghiệp quá, không dám cho. Con gấu, gấu ơi, gấu, gấu ơi, gấu quay mặt đẹp ra tay cái coi. Ái chà đẹp tay dữ vậy đó hả? Kêu khen đẹp tay cái là két thằng vậy đó. Đẹp trai quá. Dạ anh đẹp gái. Cô dạ anh đẹp gái ơi, con mặt mày ăn no nằm coi. Anh no nằm trên cái ghế nằm cái ghế ghét không? Ok con làm gì vậy? Thương không? Ăn nhẹo lắm nha mọi người. Đưa cái mặt ra cho mọi người coi coi. Mọi người có thương yêu mấy bé thì nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ kênh con nha mọi người, để con kênh con phát triển, con có điều kiện để lo cho các bé nha. Hai mẹ con thương yêu nhau cả, hai mẹ con thương yêu nhau đó. Bé vợ anh này là mẹ của bé Ghi với mẹ của bé cá sấu. Bé vợ anh này già lắm rồi nha mọi người, lớn tuổi rồi đó.
Con làm gì vậy kia? Ba đứa nằm đó. Trẻ này nhõng nhẽo nè, ăn nâu rồi, ăn nâu rồi nằm chơi á. Anh cháu này làm gì đây? Con đang chỉnh sửa. Làm gì sao? Trời ơi, gìn con trộm, gìn con trộm của người ta kìa. Con trộm ca kìa. Gìn trộm ca chơi đó. Đây muỗi nhiều lắm nha mọi người, nên con đốt nhang muỗi cho mấy bé. Con